Ồ. Đi chụp nhồi. Anh đi chụp nhồi là vì nó ở chụp hai màu. Mà chúng ta có hụt anh không phải đi trong ngoài. Khoa đặc biệt các hụt nó về anh như bị kê như bây vọt định tui cho cái thằng mà khẩu bệnh. Vì nó ở chụp hai màu. Ấy chẳng tới. Mẹ khóa. Cái phó hụt à hướng ấy chẳng. Hai mình lại cho tôi comment cho. Chẳng anh em đến cái đại. Hai mình lại ở chụp hai màu. Hướng kê rõ không chẳng ơi. Pê à xa lại video này là thường đấy. Con trai thưa ấy khóc màu sẵn sẵn. Mà lời sẵn sẵn. Phân hộp với ổ. Ở đây sẵn sàng mình. Sẵn sàng nè. Anh đi hả chụp nhơi. Dạ. Ba. Em vừa. Sẵn sàng nè. Nhưng mắt trẻ so cũng ấy cho phần mệnh thà lời. Ta ni có thời kỳ lột đang sẵn sàng. Nên có trẻ so nè. Tô phí pha trẻ so nè. Ba anh dậy. Phần mệnh. Đi gõ xa chụp này. Ba. Anh tè bạc co lỡ hay anh. Ba. Hay cái đại emoji sau hay cầm bật chứ. Cầm bật thì bạn ấy xa xong rồi cầm bật rạch mà. Chà. Biết không có video TikTok chích chút đây. Chẳng là phim anh cho tới comment ra. Tè bạc co lỡ hay. Tè bạc co hay mùi tiết. Nhưng mà là căng ta. Nè mùi tiết đi. Nè mùi tiết đi.